Được UNESCO công nhận là một trong 7 kỳ quan của thế giới vào năm 1992, Angkor Wat là quần thể đền thờ nổi tiếng không thể bỏ qua khi lựa chọn Campuchia là điểm đến du lịch. Bên trong những nét kiến trúc độc đáo, Angkor Wat còn lưu giữ những bí mật có thể bị lãng quên theo thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí ẩn được giấu trong Angkor Wat, nơi đã bị bỏ hoang từ cuối thế kỷ 14, để biết thêm về trí tuệ và sự sáng tạo của các nền văn minh nhân loại cổ đại qua cách họ xây dựng những tòa nhà và tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục tồn tại đến ngày nay. Trong số những tàn tích cổ xưa, Angkor Wat là một quần thể đền thờ đặc biệt hấp dẫn với vẻ đẹp hùng vĩ. Mỗi viên đá của nó đều được chạm khắc tinh tế, bao phủ bởi những bức tranh phù điêu, với tay nghề tinh xảo và trí tưởng tượng phong phú đạt đến mức độ khó tin. Vì vậy mà nhiều người cho rằng các di tích Angkor được tạo ra không phải từ bàn tay của con người mà là sự sáng tạo của các vị thần. Tuy nhiên, ngôi đền tráng lệ này đã bị bỏ hoang vào cuối thế kỷ 14 và mãi đến thế kỷ 19 mới được người châu Âu khám phá lại. Nơi đây từng là trung tâm tín ngưỡng của đế chế Khmer nhiều bí ẩn trong lịch sử. Một trong những điều bí ẩn nhất là khu phức hợp Angkor Wat thực sự gợi ý về bản đồ sao của chòm sao Draco. Là ngẫu nhiên hay cố ý mà mỗi ngôi đền tương ứng với một hành tinh lớn trong chòm sao Draco? Mối liên hệ giữa Angkor Wat và Draco là gì? Những câu hỏi này đã làm đau đầu nhiều nhà thám hiểm và nhà nghiên cứu. Sử gia Graham Hancock tin rằng Angkor Wat có tham chiếu đến chòm sao Draco đã được người xưa nhìn thấy từ cách đây khoảng 12.000 năm. Năm 1860, nhà sinh vật học người Pháp Henri Moreau với tình yêu và sự tò mò đối với các loài động thực vật nhiệt đới đã đến Vương quốc Campuchia. Ông nghe nói rằng có một khu rừng nhiệt đới nguyên sơ ở đây, trong đó có nhiều sinh vật quý hiếm và xinh đẹp sinh sống. Bởi vậy Henri Moreau quyết định khám phá sâu vùng đất vô danh này, tìm kiếm những loài hoa và cây quý hiếm mà ông ta hằng mơ ước. Trong hành trình của mình, ông đã vô tình phát hiện ra rằng một số viên đá và gạch bắt đầu xuất hiện giữa những cái cây và một số có chạm khắc và hoa văn. Những dấu vết này đã đưa ông đến một quần thể đền thờ cổ kính và bí ẩn, có vô số những bức tượng tuyệt mỹ với nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt. Rất nhiều ngôi đền và cây đại thụ cùng tồn tại và các loại tác phẩm điêu khắc đều sống động như thật. Moreau thường bị nhầm lẫn là người đã khám phá ra Angkor Wat. Mặc dù Angkor Wat chưa bao giờ bị mất, vị trí và sự tồn tại của toàn bộ chuỗi di tích Angkor luôn được người Khmer biết đến và đã được một số người phương Tây đến thăm từ thế kỷ 16. Henri Moreau cảm thấy như thể mình đã bước vào một thế giới đẹp như mơ và quyết định dừng chân tại đây, cẩn thận khám phá và ghi lại mọi thứ. Ông lấy bút vẽ và giấy mang theo bên mình và bắt đầu vẽ những bức tranh và bản đồ về Angkor Wat. Henri Moreau cũng viết ra những cảm xúc và trải nghiệm của mình với hy vọng có thể nói với thế giới về khám phá tuyệt vời này. Tuy nhiên, chưa kịp công bố phát hiện này thì ông đã biến mất một cách kỳ lạ trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Sự biến mất của Henri Moreau đã khiến cư dân địa phương và chính phủ Pháp cảm thấy kỳ lạ và một chiến dịch điều tra, tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai. Tuy nhiên, tung tích của ông vẫn chưa được biết cho đến một năm sau khi thi thể của ông được tìm thấy trong rừng. Nguyên nhân cái chết là do bị côn trùng độc cắn. May mắn thay, những ghi chú của ông về Angkor Wat vẫn tồn tại một cách thần kỳ bên cạnh thi thể và được mang về châu Âu. Vụ việc này đã gây chấn động toàn bộ phương Tây và mọi người đổ xô đến Angkor Wat trong nỗ lực khám phá bí ẩn của nó. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 12 dưới triều đại của vua Suryavarman II, Angkor Wat được xây dựng như một đền thờ Hindu để tôn vinh vị thần Vishnu, nhưng sau đó đã chuyển thành một ngôi chùa Phật giáo. Kiến trúc của Angkor Wat kết hợp giữa các yếu tố kiến trúc Hindu và Phật giáo tạo nên sự độc đáo với quy mô ấn tượng. Angkor Wat là một trong những di tích tôn giáo lớn nhất thế giới, thu hút hơn 2 triệu lượt khách du lịch tới thăm mỗi năm. Để nghiên cứu tàn tích của Angkor Wat, các nhà khoa học đã sử dụng máy bay không người lái và công nghệ radar xuyên đất để quét toàn bộ ngôi đền Angkor Wat thành bản đồ. Công trình này được xây dựng trên một diện tích rộng lớn với hệ thống các ngôi đền, đình, hồ và khuôn viên bao quanh. Quá trình xây dựng Angkor Wat kéo dài suốt thời gian triều đại vua Suryavarman II và vẫn tiếp tục dưới triều đại của các vị vua kế cận. Tuy nhiên, không có bằng chứng chính thức nào cho thấy ngày chính xác công trình này hoàn thành. Tuy nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên chính là bản đồ những ngôi đền này rất giống với bản đồ của chòm sao Draco. Mỗi hành tinh lớn tương ứng với một ngôi đền bên dưới gợi ý về mối liên hệ bí ẩn giữa Angkor Wat và Draco. Các nhà khảo cổ đã tiến hành tính toán thiên văn và phát hiện ra rằng khoảng 12.000 năm trước, điểm thấp nhất của chòm sao Draco trên bầu trời nằm ngay trên đầu của Angkor Wat và chòm sao ở đường chân trời là Leo. Nếu tượng nhân sư ở Ai Cập tồn tại 12.000 năm trước, thì hai ngôi sao sáng nhất của chòm sao Leo sẽ tương ứng với mắt của tượng nhân sư. Ngoài ra, nếu tam tinh đôi cũng tồn tại 12.000 năm trước, thì nó cũng tương ứng với sao Alpha trong Draco. Những điều này đã làm dấy lên phỏng đoán và tìm hiểu của mọi người. Các nhà nghiên cứu tin rằng nền văn minh Angkor được xác lập từ năm 802 sau công nguyên.
Thủ đô Angkor, trung tâm của nền văn minh này, nằm bên bờ hồ Tonle Sap và phía tây bắc Campuchia. Theo đó, nhiều người đã đưa ra một giả thuyết rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là bằng chứng cho thấy có mối liên hệ bí ẩn giữa Angkor Wat và các nền văn minh cổ đại khác. Tuy nhiên, giả thuyết này đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Có người cho rằng kỹ thuật kiến trúc và sáng tạo nghệ thuật của Angkor Wat đã vượt qua khả năng và hiểu biết của con người thời bấy giờ, phải có một nền văn minh hoặc công nghệ tiên tiến hơn mới có thể hiện thực hóa được. Họ chỉ ra rằng các vật liệu đá trong ngôi đền được gia công một cách hoàn hảo về thông số kỹ thuật và kích thước. Tất cả các tượng thần, Phật, người, tượng đều được mài nhẵn các góc cạnh, sống động như thật. Con người thời đó gần như không thể làm điều này, chỉ với đục và búa. Phải mất 2 giờ để đánh bóng một viên đá nặng chưa đến 100 cân và trọng lượng của viên đá đơn lớn nhất ở Angkor Wat đã vượt quá 10 tấn. Đối với một hòn đá như vậy, thời gian tạo hình chỉ với búa và đục thực sự là không thể tính toán được. Trọng lượng của đá được sử dụng trong toàn bộ công trình Angkor Wat là rất lớn. Những viên đá này đến từ những nơi xa xôi và phải vận chuyển một quãng đường dài mới đến được địa điểm xây dựng Angkor Wat. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là toàn bộ Angkor Wat được xây dựng trên một đầm lầy mà không có bất kỳ cấu trúc móng nào. Trong sự lắng đọng của thời gian, Angkor Wat không hề bị sụt lún, khiến người ta tự hỏi làm thế nào mà con người cổ đại lại xây dựng được công trình như vậy. Thời gian trước, các nhà sử học cho rằng nền văn minh Angkor sụp đổ vào năm 1431 khi đội quân của Vương quốc Ayutthaya của Thái Lan cướp phá kinh đô, do đó nó đã bị bỏ hoang. Trong thế kỷ 19, có thêm một cách giải thích khác, Angkor là một nền văn minh bị chính người Campuchia lãng quên và bỏ mặc cho đổ nát trong rừng rậm. Mặc dù các giả thuyết được đưa ra có thể gây sự tò mò với đa số mọi người, nhưng hầu hết các học giả và chuyên gia đều không đồng ý với những tuyên bố này. Họ cho rằng chúng thiếu tôn trọng và hiểu sai về nền văn minh Khmer và Angkor Wat. Cho dù không biết Angkor Wat có liên quan đến Draco hay người ngoài hành tinh hay không, nhưng nó vẫn là một công trình kiến trúc kỳ diệu và đáng kinh ngạc, một di sản văn hóa quý giá và độc đáo cần được giữ gìn mãi mãi. Tôi là Trang Trần, đến từ kênh truyền thông X51. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 để tìm hiểu thêm về những bí ẩn khác của Angkor Wat. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tìm hiểu về Angkor Wat.